Chào mừng anh em quay trở lại bản tin sức khỏe. Anh em nghe rõ, muốn né ung thư gan hãy ăn loại thịt này hàng ngày. Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh tiêu thụ loại thịt này có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan. Tiêu thụ thịt trắng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Mỹ, ăn thịt trắng như thịt gia cầm hoặc cá có thể giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào gan, một dạng thường gặp của ung thư gan. Ung thư gan là loại ung thư phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nghiên cứu trên được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố nguy cơ chính dẫn tới căn bệnh ung thư này. Việc xác định được các yếu tố nguy cơ mới và các yếu tố có tác dụng ngăn ngừa bệnh là rất quan trọng trong việc xây dựng chiến lược mới để giảm tỷ lệ mắc ung thư gan, các nhà nghiên cứu cho hay. Theo đó, các tác giả của nghiên cứu giải thích về mặt dinh dưỡng, thịt trắng như cá, thịt gia cầm là nguồn thực phẩm giàu axit béo không bão hòa. Lượng cholesterol và chất béo bão hòa có trong thịt trắng cũng ít hơn so với thịt đỏ. Các nhà nghiên cứu cho biết, axit béo không bão hòa có khả năng chống viêm, từ đó có thể ngăn ngừa sự phát triển của ung thư biểu mô tế bào gan. Mặc dù có nhiều nghiên cứu trước đó cho thấy ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan tới việc gia tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ đáng kể nào giữa ung thư biểu mô tế bào gan và việc tiêu thụ thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn, các nhà nghiên cứu cho hay. Họ cũng nhấn mạnh rằng cần có thêm nghiên cứu sâu hơn để xác nhận kết quả, nhưng phát hiện của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư gan bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh. Nghiên cứu này được thực hiện bởi khoa xạ trị Bệnh viện Ung thư Chiết Giang, Trung Quốc. Tác dụng khác của thịt trắng. Thịt trắng bao gồm thịt gia cầm và cá được đánh giá cao về mặt giá trị dinh dưỡng và có nhiều ảnh hưởng tích cực đối với sức khỏe. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của thịt trắng. Có hàm lượng chất béo thấp. Thịt gia cầm và cá thường có lượng chất béo bão hòa thấp hơn thịt đỏ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Giàu protein. Thịt trắng là nguồn cung cấp protein dồi dào. Chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa các mô trong cơ thể. Giàu axit béo omega 3, cá, đặc biệt là các loại cá nước lạnh rất giàu axit béo omega 3, có tác dụng chống viêm và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cường chức năng não bộ. Giàu vitamin và khoáng chất, thịt gia cầm và cá chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B6, B12, B3, selen và phốt pho. Tất cả các chất dinh dưỡng này đều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Hỗ trợ giảm cân, do hàm lượng calo và chất béo thấp hơn, thịt trắng có thể hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Tuy nhiên, khi ăn thịt trắng, bạn nên ăn với lượng vừa phải và cân đối với các thực phẩm khác trong chế độ ăn uống. Đồng thời, khi chế biến thịt trắng, hãy lựa chọn cách chế biến thích hợp, tránh tiêu thụ quá nhiều muối. Anh em nghe rõ, loại rau dân dã giàu canxi gấp 36 lần canh xương hầm, ăn sống hay chín đều ngon, không sợ béo. Đây là loại rau mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng biết. Loại rau này chính là rau diếp thơm. Đây là loại rau có họ với rau xà lách, trồng rất phổ biến ở nước ta nhưng không phải ai cũng biết đến tác dụng tuyệt vời của nó. Rau diếp thơm thuộc cây thân thảo, dạng hình trụ và phân nhánh ở ngọn. Các lá mọc so le từ trụ, thân lá mềm, phiến lá dài và to nhưng không cuộn. Đồng thời, lá có hình mác mỏng và xuất hiện răng cưa nhẹ phía hai mép lá, càng lên cao đầu lá thon nhỏ dần. Rau diếp thơm thường được chế biến thành các món ăn ngon như salad, rau sống thông thường hay bánh mì kẹp. Loại rau này cũng có thể dùng để nấu canh, làm rau lẩu cũng rất phù hợp cho bạn và gia đình. Sau đây là những dinh dưỡng có trong rau diếp thơm. Thứ nhất, giàu canxi. Rau diếp thơm có chứa hàm lượng canxi dồi dào. Mỗi 100g rau diếp thơm chứa 70mg canxi tự do, có thể nhiều người chưa mường tưởng ra. Vì vậy, hãy so sánh chúng với canh xương. Nhiều người lớn tuổi luôn quan niệm rằng canh xương heo là lựa chọn tốt nhất để cung cấp canxi. Mặc dù phần lớn thành phần của xương heo là canxi, tuy nhiên chúng không phải ở dạng canxi tự do. Bởi vậy, cho dù có linh xương lâu thế nào thì canxi cũng khó hòa tan được trong nước. Do đó, hàm lượng canxi trong nước canh sâm hầm xương thực chất không hề cao và nó rất tốt cho sức khỏe của bạn và gia đình. Giàu vitamin. Rau diếp thơm là một nguồn thực phẩm rất giàu vitamin. Rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta carotene, chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Khi bạn tiêu thụ loại thực phẩm này,
Vitamin A trong rau diếp cá sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các mang mày. Bên cạnh đó, rau diếp còn chứa các loại vitamin B1, vitamin B2 và rất nhiều chất dinh dưỡng khác. Giàu khoáng chất, không chỉ giàu vitamin, rau diếp thơm còn có chứa một nguồn khoáng chất phong phú như canxi, magie, kali, sắt, đồng, mangan. Các khoáng chất này giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dịch cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Độ chắc khỏe của răng và xương cũng được tăng cường nhờ có lượng lớn canxi trong rau diếp. Sắt và đồng là hai yếu tố quan trọng trong quá trình sản sinh các tế bào hồng cầu trong cơ thể. Vì vậy, rau diếp thơm là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe của bạn và gia đình. Tuy nhiên, để duy trì cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai, cũng cần phải biết kết hợp các thói quen tốt như chế độ ăn lành mạnh, thường xuyên vận động và thể dục trước khi tiêu thụ loại rau này. Một số món ngon từ rau diếp thơm. Rau diếp thơm xào gà, lấu làm nhanh cho bữa cơm chiều. Để tránh nhàm chán và nhạt miệng vì những món ăn quen thuộc, các bạn có thể nhanh chóng làm món rau diếp thơm xào gà, lấm cho bữa cơm chiều sau một ngày bận rộn. Nguyên liệu rất đơn giản: 500g rau diếp thơm, 2 chiếc đùi gà, 5 tai lấm hương khô, 3 tép tỏi, gia vị, hạt lêm, dầu ăn, dầu hào. Cách làm: bước 1, rau diếp thơm rửa sạch cắt làm đôi, đùi gà lọc lấy phần thịt rồi thái lát, lấm hương ngâm, lở, thái lát. Bước 2, đun nóng một ít dầu ăn trong chảo, cho tỏi vào, xào thơm, sau đó cho thịt gà vào xào săn. Lêm thêm một chút hạt lêm, dầu, hào vào cho thấm gia vị. Bước 3, thêm lấm hương vào đảo qua. Bước 4, đổ rau diếp thơm vào đảo chung khoảng 2-3 phút ở lửa lớn cho chín, rồi lêm lại gia vị cho vừa ăn là xong. Rau diếp thơm với mùi hương thơm đặc trưng và vị giòn ngọt của rau khi xào với thịt gà lại tạo lên một món ăn không chỉ ngon miệng mà còn thơm lừng. Lấu canh rau diếp thơm ngon với thịt băm. Nguyên liệu: 500g rau diếp thơm, 200g thịt bằm, 2 quả cà chua, hành lá, dầu ăn, muối, bột ngọt. Cách làm: bước 1, sơ chế nguyên liệu lấu canh rau diếp, thịt băm, ướp một thìa hạt lêm 15 phút. Rau diếp chẻ lấy cọng, bỏ phần lá úa vàng, sau đó rửa sạch rồi ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10-15 phút để rau sạch thơm. Cà chua rửa sạch, cắt múi cau, hành lá rửa sạch, lấy phần đầu hành lá, thái nhỏ để phi thơm. Bước 2, nấu canh rau diếp, thịt băm. Chúng ta đặt chảo lên bếp cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho đầu hành vào xào. Tiếp đến cho thịt băm vào xào cùng cho thịt thấm đều gia vị. Khi thịt gần chín, cho một chút muối và cà chua vào cùng. Đảo đều cho đến khi nước cà chua mềm nhừ. Cho một ít nước vào đun sôi, liêm liếm lại cho vừa ăn. Cuối cùng, chúc bạn và gia đình giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc nhé!